10 ngày nữa internet Việt Nam mới trở lại bình thường. Theo phản ánh của nhiều người dùng internet, việc truy cập và sử dụng các dịch vụ xuyên biên giới như Spotify, Netflix tại Việt Nam trong vài ngày trở lại đây gặp nhiều khó khăn. Do vậy, không ít người đã đặt dấu hỏi về độ ổn định của các đường cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế. AAG2 Asia America Gateway là tuyến cáp quang biển có độ dài tổng cộng 20.000 km. Đây là tuyến cáp kết nối lưu lượng internet từ các nước thuộc khu vực châu Á đến Hoa Kỳ. Sự cố với tuyến cáp này được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số người dùng gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ internet mấy ngày qua. Do liên tục gặp sự cố trong khoảng vài năm trở lại đây, các nhà mạng tại Việt Nam đã không còn coi AAG là tuyến cáp chính nối Việt Nam đi quốc tế. Thay vào đó, nhiều đơn vị chọn việc định tuyến dung lượng qua các tuyến cáp khác ổn định hơn như IA, APG, AAE-1, hệ thống cáp đất liền hướng Trung Quốc, Hồng Kông hay hệ thống cáp đất liền hướng Campuchia, Thái Lan, Singapore. Do vậy, sự cố với AAG chỉ gây ảnh hưởng một phần đối với đường truyền Internet, hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới sự cố nói trên. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của các chuyên gia, nguyên nhân sự cố lần này là do lỗi dò nguồn. Dự kiến, tàu sửa cáp sẽ đến vị trí cáp lỗi vào sáng ngày 29 tháng 8 và hoàn thành việc khắc phục vào ngày mùng 3 tháng 9. Như vậy phải 10 ngày nữa, việc khắc phục tuyến cáp quang biển AAG mới hoàn tất. Đến lúc đó, đường truyền Internet đi quốc tế tại Việt Nam mới trở lại bình thường.